Nguyên Audio xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa rất nổi tiếng của hãng Samsung đến từ đất nước Nhật Bản, thưa quý vị. Nói đến dòng loa Samsung thì quý vị biết đấy, chất âm của nó thì quá là hay rồi. Đặc biệt là giải âm trầm, bass xuống rất là sâu và mềm. Trung chép của nó thì rất là sáng, tách bạch và chi tiết, thưa quý vị. Cặp loa này thì đời rất là cao của hãng Samsung. Nguyên Audio xin giới thiệu đó là cặp loa Samsung SPX9700, thưa quý vị. Một cặp loa có phải thể nói là đời rất là cao. Dưới dòng 9700 này thì Nguyên Audio cũng giới thiệu khá nhiều các model như là 9000, 8700, 8100, thưa quý vị. Và đôi loa này thì nó sở hữu một loa bát lớn 42 cm, màng giấy, gân vải tẩm dầu, thưa quý vị. Quý vị thấy gân vải tẩm dầu của đôi loa này thì nó còn rất là mới nên là nó vẫn rất là ướt, dầu nó vẫn chảy ra vòng quanh gân đây. Khi quý vị và chúng ta mở càng nhiều, càng lâu thì dầu lại càng chảy ra thì chất âm lại càng hay thêm. Và nó sử dụng một loa trung lớn, trung 20 cm, cũng màng giấy, gân vải tẩm dầu. Và nón của loa bát, loa trung thì đều bằng loa bằng nón nhôm màu trắng bạc, thưa quý vị. Với một chiếc loa trung lớn như thế này thì khó có đôi loa nào có được những chiếc loa trung lớn như thế này. Loa trung lớn thì giúp chúng ta ngồi gần nghe thì không khác gì chúng ta đang nghe ca sĩ trực tiếp đứng trước mặt chúng ta hát vậy. Và nó sử dụng hai chiếc loa chép kèn rất là lớn. Hai chiếc loa chép kèn 18 cm và ba chiếc loa chép giấy. Một đôi loa mà có tới hai chiếc loa chép kèn như thế này thì chép của đôi loa này thì quá là hay rồi, quá là chi tiết và rất là tách bạch. Và mỗi thùng loa thì nó đều có vi tinh chỉnh chung và chép, và có một lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở bên dưới bên cạnh chiếc loa bát đây. Và thùng của đôi loa này thì được hãng thiết kế là thùng màu vàng vân gỗ rất là sang trọng, ê căng thì ê căng mắc võng. Và cũng có công suất khá là lớn, 280W trên một thân thùng, trở kháng 8 ohm. Có kích thước chiều cao 70 cm, chiều rộng 47 cm và có một chiều sâu 36 cm. Với đôi loa Samsung SPX9700 này, gân vải tẩm dầu thì quý vị chúng ta có thể sử dụng mãi mãi, không bao giờ quý vị phải thay đến gân, bởi vì gân của nó rất là dai và rất là bền, chúng ta sử dụng mãi mãi luôn, không bao giờ phải thay. Càng chơi càng hay, càng chơi tiếng càng ngọt ngào và càng chi tiết. Hôm nay thì cũng là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020, cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ bắt đầu mở cửa hàng. Và hôm nay cũng được giao lưu với rất nhiều các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đến với cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Và Nguyên Audio không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã đến tin tưởng và ủng hộ cho Nguyên Audio. Cặp loa này thì Nguyên Audio cũng giới thiệu vào cho ngày hôm nay đều là những ngày của đầu xuân năm mới. Cặp loa trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp như mới, về tại cửa hàng thiếu mỗi cái thùng xốp mang về thôi. Tất cả các góc cạnh loa như quý vị nhìn thấy đấy, tất cả các góc cạnh loa thì đều chưa bị sứt sẹo gọi là một chút nào. Hàng về mặc dù vận chuyển qua đường xá xa xôi, thế nhưng mà đôi loa này thì vận chuyển từ bên Nhật về vẫn đóng rất là kỹ. Nên là về tại cửa hàng Nguyên Audio thì nó vẫn còn nguyên bản, nguyên vẹn cho quý vị. Còn rất là mới, thiếu mỗi cái thùng xốp mang về thôi. Và giá của đôi loa Samsung SPX9700 này thì Nguyên Audio đang bán với giá dưới 20 triệu đồng cho quý vị. Dưới 20 triệu đồng. Mọi nhu cầu quý vị vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và Nguyên Audio xin giới thiệu thêm, đôi loa này thì nó không kén âm ly một chút nào. Quý vị có thể ghép những dòng âm ly mới hoặc những dòng âm ly bãi thì đều cũng rất là hay. Hôm nay thì Nguyên Audio ghép nó với chiếc âm ly cổ của hãng Samsung, ly Cyber cổ 5050. Một chiếc âm ly rất là cỏ thôi nhưng mà nó rất là nổi tiếng, mà chất âm của nó rất là hay, giá cũng rất là bình dân, dưới 10 triệu đồng. Thì bây giờ Nguyên Audio sẽ test nhạc
trữ tình để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm rất là mềm mại, ngọt ngào và chi tiết của đôi loa Samsung SPX9700 ghép với âm ly Samsung Lesaver cổ 5050 này. Mọi nhu cầu quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc.
chuyện buồn.